Ép dầu ép mỡ ai mà nỡ ép duyên, bố mẹ nào mà ép con ép duyên thì hưng ác. Còn ép dầu ép matic công nghệ cao, ép bằng lái, ép chứng minh thư, giấy tờ xe các thứ, đấy là các ông làm tiệm photo. Còn ở F88 mình thì hôm nay có Gray F17. Gray F17 đây là chiếc xe mới của hàng nhà Gray, và cửa hàng mình vừa mới về ngày hôm qua đây. Xe rất là đẹp, được phủ một lớp màu sơn đen tuyền rất là đẹp nha. Rồi, đầu tiên là về phần khung xe ấy. Xe được trang bị một chiếc khung dẹp làm bằng hợp kim nhôm, kèm với đó là chiếc càng carbon rất là đẹp, rất là cứng. Và đặc biệt nha, chiếc Gray F15 này nó khác với những dòng xe khung dẹp khác là các bạn thấy nha, nếu như mà ở cái phần này, họ sẽ cắt một lớp đi hay là khuyết một lớp đi, thì đây Gray là uốn luôn vào. Đấy, trông rất là thẩm mỹ và rất là đẹp nha, anh em nhìn nhá. Đẹp đẹp hơn cả những con xe như kiểu Magic Bros không dẹp, hay là Ace không dẹp, hay là Lower mà cửa mình đã từng review. Ghi đông của xe thì được trang bị một bản ghi đông 31.8 thôi, cũng khá là bình thường. Về phần bộ chuyển động của xe ấy, thì xe ở đây được trang bị một cái đùi đĩa 46T, líp sau là líp 17T, kèm với đó là một cái Mayer là của hãng Legend. Trang bị này cũng là trang bị gọi là trên mức cơ bản một chút. Về phần lốp xe thì lốp ở đây được trang bị lốp 700 x 25C. Đây, anh em khá nhìn thấy nhá, khá là nhỏ. Vành xe thì được trang bị một bộ vành 4 phân thôi, khá là nhẹ nhàng cho các anh em nào ưa thích tốc độ cao. Vậy thì với những cấu hình cơ bản như thế này và cùng một cái khung rất là đẹp thế này, thì anh em nghĩ tổng thiệt hại của này là bao nhiêu? Hãy để lại phần bình luận cho kênh nha, và mình sẽ tư vấn nhiệt tình cho các bạn. Xin cảm ơn.